Thưa quý vị và các bạn, xung kích đi đầu, nhiệt huyết với lý tưởng cách mạng, đó là những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên. Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tỉnh đoàn Quảng Trị trong thời gian qua đã xây dựng và thực hiện những công trình phần việc ý nghĩa, vừa góp phần xây dựng quê hương, vừa giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ đoàn viên thanh niên. Công trình sân chơi năng động Việt Nam được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Quảng Trị khánh thành và đưa vào sử dụng với mục đích tạo sân chơi hoạt động văn hóa thể thao dành cho thiếu nhi xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, góp phần giúp các em phát triển toàn diện. Được xây dựng và đưa vào sử dụng đúng thời gian khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đây là một trong rất nhiều công trình phần việc thể hiện sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ, thiết thực chào mừng sự kiện đặc biệt ý nghĩa Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các cái công trình phần việc ý nghĩa như là thực hiện các cái sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, rồi các cái hoạt động như là xây dựng nhà tình nghĩa, nhà chờ xe buýt, rồi nhìn chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi các cái gia đình chính sách, hộ gia đình neo đơn. Có thể nói rằng thì những cái công trình phần việc này có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện được cái vai trò xung kích của tuổi trẻ và cái sự phấn chấn, khí thế của người trẻ khi tham gia vào các cái hoạt động đoàn do đoàn tổ chức. Ngay từ đầu năm 2020, để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17 và hướng đến Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã triển khai xây dựng 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, các cấp bộ đoàn xây dựng 37 công trình thanh niên cấp huyện, hơn 2.000 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng. Thông qua những công trình phần việc cụ thể đã hỗ trợ thiết thực cho nhân dân ở các địa bàn khó khăn, khẳng định vai trò và sức mạnh của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương. Tôi sẽ tập trung vào các cái hoạt động mà thứ nhất là tổ chức các hoạt động tuyên truyền nghị quyết đến đông đảo bằng đoàn viên thanh niên, và chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế các sản phẩm truyền thống về nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như là nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở, để đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên có cơ hội nghiên cứu sâu và tìm hiểu kỹ nghị quyết. Và thứ hai là cũng chỉ đạo các cấp bộ đoàn để xây dựng cái chương trình hành động bám sát các cái nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, và chủ đề năm 2021 của toàn đoàn và tuổi trẻ đó là năm thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Thì với tinh thần là mong muốn là tất cả các bạn đoàn viên thanh niên tập trung vào cái việc mà tham gia thực hiện cái tinh thần của nghị quyết bằng chính cái việc là thực hiện tốt nhất cái công việc của mình trong cái khởi nghiệp lập nghiệp để góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuổi trẻ Quảng Trị tự hào tiến bước dưới cờ Đảng là chủ đề xuyên suốt mà Đoàn Thanh niên Quảng Trị tập trung thực hiện trong suốt một năm qua, giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt, tình nguyện vì cộng đồng. Bất cứ nơi đâu nhân dân cần, tổ quốc cần thì màu xanh tình nguyện luôn có mặt. Những phần việc ý nghĩa, những công trình cụ thể của tuổi trẻ Quảng Trị làm được có thể ví như những bông hoa tươi thắm dâng lên Đảng.